xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay em Khánh sẽ lên sóng giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một mẫu xe đến từ thương hiệu Nhật, thương hiệu của Hàn Quốc. Đó, một chiếc Hyundai Grand i10 nhập khẩu sản xuất 2015 phiên bản số sàn bán đủ máy 1.0. Xe mang biển kiểm soát 15K04085, sơn xi màu bạc xịn nguyên bản. Một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không khoan đục. Đó, form Grand i10 này thì khá là đẹp cả mặt trước và mặt sau. Dòng xe này thì khá là rộng rãi, có kích thước chiều dài đến tận 3m7 cơ, so với cả cái VinFast Fadin như Kia Morning chỉ 3m rưỡi thôi. Đấy, xe này thì thiết kế rất là hài hòa, form rất đẹp, rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Vâng, bản đủ thì được trang bị phanh đĩa ABS, túi khí, gương kính chỉnh điện, xi nhan tích hợp trên gương là răng đúc và chìa khóa thông minh đề lổ start top. Vâng, một mẫu xe hatchback mà trang bị không kém gì những mẫu xe hạng B. Đấy, ngay cả mẫu xe đình đám như Toyota Vios thì cũng không được trang bị nhiều đến như vậy. Cùng phân khúc với cả Hyundai Grand i10 thì còn có Kia Morning, Honda Vario. Honda Vario thì không sản xuất phiên bản số sàn như vậy nhé. Chevrolet Spark. Spark thì năm 2016 thì vẫn còn sản xuất và phân phối tại Việt Nam, nhưng giờ thì mẫu xe này thì không còn sản xuất và phân phối ở Việt Nam nữa, chỉ bán ở những thị trường khác thôi. Hệ thống âm thanh của Hyundai Grand i10 là hệ thống âm thanh 4 loa, loa nhập này rất là hay các bạn, bass cực sâu, bass rất là hay, tiếng trung âm cũng rất là hay các bạn nhé. Ốc ếch bản lề chưa động đến cà lê bonnet, nội thất ghế da hai màu, màu đỏ và màu đen nhé. Bản đủ trang bị khóa điện này, đề lổ start top này, phím bấm vô lăng này, cực kỳ là hay luôn. Chủ xe thì đã lên màn hình Android OLED Pro, SIM 4G dẫn chỉ đường, cam hành trình, một mẫu xe trang bị rất đầy đủ các bạn ạ. Thì các bạn mua về chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Đấy, trang bị cả bệ tì tay luôn, bản không có bệ tì tay, trần lỉ nguyên bản. Xe thì có đạn đăng kiểm đến tháng 11/2023. Đấy, hiện tại thì chiếc xe này vẫn còn đăng kiểm rất là dài. Đó. Mở cửa thông minh, sơn xi màu bạc thì khá là sáng màu và nó rất là bền màu các bạn nhé. Hệ thống phao chỉ đây. Đấy, chiếc xe này thì cũng khá là phù hợp cho các bạn mua về sử dụng gia đình vì nó trang bị rất đầy đủ hướng tới gia đình sử dụng, nhưng quý vị cũng có thể mua về chạy dịch vụ cũng khá là ok, mức đầu tư cũng không phải là quá nhiều như các bạn nhé. Xe đăng ký 5 chỗ ngồi, ghế nội thất, trong nội thất cực kỳ là rộng. Đấy, chiếc xe Hyundai Grand i10 bản hatchback này thì thậm chí còn rộng tương đương nội thất, còn rộng tương đương với cả Toyota, với cả dòng xe đến Nhật, đến từ Nhật, ví dụ chiếc Mazda 2 nhé. Đó, hệ thống đèn đóm công nghệ là halogen, cả trước cả sau không đổ đẽo gì, đăng kiểm trong phút mốt thôi. Đó, mức tiêu thụ nhiên liệu của khối động cơ này 5,8 lít đường kết hợp, tức là 5, trung bình như các bạn đi đường phố, đường đô thị hoặc đường trường hoặc đường cao tốc thì mình phải bỏ ra khoảng 5,8 lít cho 100 cây. Cốp của Hyundai Grand i10 rất là rộng, cốp điện nhé, nó rất ăn chơi luôn. Cốp khá là rộng, gấp rưỡi so với những mẫu xe khác. Đó, không đâm xô tai nạn ngập nước gì cả, thiết bị kích lốp, lốp sơ cua đầy đủ. Vâng, quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ đăng ký kênh giúp em để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị và các bạn em đưa lên. Quý vị các bạn theo dõi kênh để tìm cho mình gia đình một mẫu xe phù hợp với nhu cầu đi lại, với tầm tài chính của gia đình. Đó, với cái tầm giá hơn 200 thì một chiếc xe này khá là chất lượng. Đó, cam lùi, cảm biến lùi rất đầy đủ,
Vinagrand i10 thì dẫn động cầu trước, hệ thống treo độc lập phía trước và treo phụ thuộc phía sau. Lốp lát còn khá là ok nhé, rãnh lốp còn rất là sâu. Đó. Vâng, một chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất 2015 nhập khẩu bản đủ phiên bản số sàn máy 1.0. Xe gia đình sử dụng không taxi, không khoan đục. Hiện tại chiếc xe chỉ có mức giá đề xuất là 239 triệu đồng thôi. 239 triệu đồng bên em bao sự hỗ trợ vận chuyển, giao xe toàn quốc cho quý vị các bạn. Đó. Bình xăng của dòng xe này là 43 lít cơ. Đổ một lần đi rất là nhiều. Đấy, một chiếc xe bản đủ thì khá là tươm tất. Đó. Vâng, hiện tại thì từ ngày 22 tháng 3 2023 thì luật đăng kiểm đã thay đổi và rất có lợi cho những cái mẫu xe mà gia đình sử dụng. Đấy, 3 năm đầu không phải đi đăng kiểm, tức là đăng kiểm xe mới là 3 năm. Tiếp theo là từ năm thứ tư đến năm thứ bảy thì đăng kiểm là 2 năm, đã hơn 6 tháng so với 1 năm rưỡi trước và phải đi đăng kiểm các bạn nhé. Và từ 8 đến 20 năm là đăng kiểm 1 năm các bạn nhé. Đăng kiểm 1 năm, đấy, hơn trước đó chỉ đăng kiểm 6 tháng thôi. Những cái mẫu xe ngoài 20 năm thì sẽ đăng kiểm 6 tháng các bạn nhé. Đó, bảng táp lô đồng hồ đây, ốt đô hơn 10 vạn. Đấy, đối với những cái mẫu xe gia đình sử dụng thì đăng kiểm rất là ok. Và những cái mẫu xe kinh doanh dịch vụ thì cũng có lợi đôi chút về thời gian đăng kiểm. Đó, trước đó thì một chiếc xe sử dụng 20 năm thì sẽ có 36 lần đăng kiểm. Nhưng đến thời điểm hiện tại theo luật thông tư mới thì chỉ còn 16 thôi. Màn hình rất là to, dẫn chỉ đường này, cảnh báo tốc độ này, các kiểu, đi rất là yên tâm. Đó, màn hình cam lùi góc rộng luôn. Điều hòa hai chiều, sấy gương, sấy kính đầy đủ. Điều hòa của i10 thì rất run luôn. Đèn hồ start top, khóa điện. Đó, hay trang bị. Đấy, hộc để đồ này em rất yêu này. Đó, để điện thoại cực kỳ thoải mái. Phiên bản số sàn hộp số 5 cấp, dung tích xi lanh 1.0, mức tiêu thụ nhiên liệu là 5.8 đường kết hợp, bệ tì tay to phạc, chủ xe đổ lên này. Phần gương, phần kính, phần đèn em bao test cho quý các bạn. Đó, gương cụp xe nhé. Sau đây em sẽ tiến về phần khoảng máy cho quý các bạn xem. Đấy, âm thanh của dòng loa này rất là hay các bạn nhé. Nhấn mạnh với quý vị các bạn là rất hay, nhưng nhất là khi kết hợp với cái màn hình OLED Pro này, cái đầu phát nhạc ra nó phát nhạc rất là căng. Một hiện tại bây giờ thì những chiếc xe trang bị màn hình Android thì đa di năng thì nó rất là bình thường rồi và nó rất là hữu dụng các bạn nhé. Đấy, cảm biến lùi này, đó. Gương khí khỉnh điện, gương cụp xe. Quả là răng đúc này rất là đẹp các bạn nhé. Là răng phay các bạn. Bản này thì trang bị là răng 14 inch. Hệ thống đèn đóm công nghệ đèn halogen 15K04085. Vâng, đây là phần tổng quan khoang máy của chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất 2015 phiên bản số sàn bản đủ máy 1.0. Xe này thì trang bị 3 máy nhé, 3 máy. Em đang để điều hòa thì máy nó hơi rung một chút. Đấy, dòng xe mà mình mà không đi để điều hòa thì máy xe nào cũng vậy, bao giờ nó phải có một chút rung rung. Máy nổ khá là êm. Phần phao chỉ, keo chỉ này, ốc ếch này, đó, vết mốc theo thời gian thôi, zin nguyên bản, không đâm xô tai nạn trước sau.
Ở trên bản đồ thì có cả phanh đĩa ABS đây, phanh đĩa ABS đây các bạn nhé. Đó, cụm chi ABS này. Một mẫu xe hatchback mà trang bị rất đầy đủ. Gia đình sử dụng rất là phù hợp. Đây là két nước làm mát này. Đây, đây là két chính các bạn nhé. Nó đi thẳng vào chạy quanh máy. Còn đây là két phụ. Đấy, khi quý vị các bạn đổ nước thì đổ vào két phụ này nhé. Nước làm mát đối với xe ô tô cực kỳ quan trọng. Nếu quý vị các bạn đi đường xa thì tốt nhất là phải mở lắp capo kiểm tra nước và kiểm tra dầu máy đó. Vì những cái đường ống các bạn nhé, những cái đường ống thì khi mình nổ máy này nhiệt rất cao thì những cái đường ống có thể nó bị bục hoặc rò rỉ. Đấy, nên quý vị các bạn kiểm tra. Chứ nếu mà máy mà chạy mà không có nước làm mát thì sẽ gây bó máy. Đó, phải làm lại máy các bạn nhé. Vâng, một chiếc Hyundai Grand i10 nhập khẩu sản xuất 2015. Bản đủ phiên bản số sàn máy 1.0. Bản đủ thì trang bị phanh đĩa ABS, túi khí, gương tính trình điện, xi nhan tích hợp trên gương, gương cuộc xe, chìa khóa thông minh, DL Start Top. Một mẫu xe gia đình sử dụng, không taxi, không hoan đục. Hiện tại thì chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 239 triệu đồng. 239 triệu đồng bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển, giao xe toàn quốc cho quý các bạn. Quý các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này, liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này. Quý có thể đến trực tiếp cửa hàng trải nghiệm xem lái thử. Vâng, xin kết thúc video đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành cùng kênh ô tô hay. Xin chúc quý vị và các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui và luôn thành công cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Đó, bên em có rất nhiều mẫu sedan nhé. Đợt này về Prius về rất nhiều sự lựa chọn. Toàn xe đẹp thôi.